Quý vị khách hàng đang có cái lô đất mà mặt tiền khoảng tầm 10 mét, chưa biết thiết kế ra sao thì đừng rời mắt khỏi video này nhé. Bởi vì trong video này Ngọc Anh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một căn nhà 4 tầng thiết kế xây dựng trên một cái diện tích 38 m², mặt tiền 9 m², mặt hậu 9 m². Liệu căn nhà này thiết kế thế nào để đáp ứng công năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của một hộ gia đình? Sau đây Ngọc Anh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị một cái căn nhà này, vị trí là thuộc Phương Nghĩa Lộ, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này, 4 tầng xây mới, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được ngay, vừa mới hoàn thiện xong còn nguyên mùi sơn. Mời quý vị theo em vào khám phá ngôi nhà. Ngôi nhà 38m, mặt tiền 9m5 ngang như thế này quý vị ạ. Đấy, nếu như quý vị đang tham khảo hoặc là quý vị đang có một cái lô đất như thế mà chưa biết thế thiết kế làm sao cho nó hợp lý, cho nó đẹp thì quý vị đừng rời mắt khỏi video nhé. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà khá là rộng, cho nên với căn nhà này, chủ nhà thiết kế phần cửa chính đặt tại đây. Thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và với cái phần góc kia ở ngay bên ngoài mọi người ạ, là chủ nhà có đặt thêm cho mình một chiếc cửa sổ nữa để lấy toàn bộ ánh sáng vào phần bên trong. Và mời quý vị theo em vào khám phá ngôi nhà 4 tầng này xem thiết kế như thế nào. Với một cái thửa đất nhà ngang, thực tế luôn không ai muốn, là ai cũng mong muốn là mua được một cái lô đất vuông vắn, mặt tiền 5 dài 10 hoặc là mặt tiền ít nhất phải 4m. Tuy nhiên thì không phải những điều mình mong muốn đều có thể diễn ra trong cuộc sống. Cho nên đất đai cũng vậy mọi người ạ. Có những cái lô đất thóp hậu, có những lô đất đường đâm, tuy nhiên nó vẫn phù hợp với lại đối tượng khách hàng. Và với cái căn nhà này thì Ngọc Ánh chỉ muốn chia sẻ rằng chủ đầu tư vừa mong muốn bán cũng như phù hợp với quý vị nào đang có những cái lô đất, thửa đất như thế, thì quý vị cứ tin tưởng rằng khi mà đội thiết kế bắt tay vào việc thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Đây là phần phòng khách ở tầng 1 Ngọc Ánh đang đứng. Đây quý vị nhá, phòng khách đây, riêng biệt, cầu thang thiết kế ở đây cho quý vị này. Đây là tổng quan tầng 1 nhá. Kia là phòng bếp này, một phòng vệ sinh rất là hợp lý, công năng sử dụng chưa bao giờ là thiếu luôn. Với cái phần trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ở đây căn nhà này thì thiết kế hồ sơ điện riêng, hồ sơ nước riêng. Với cái ngõ trước nhà được khoảng tầm 1m8, cách với đường ô tô đi lại 30m, cách với lại trục chính 30m. Vị trí ngôi nhà này cụ thể thuộc tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Gần như với cái vị trí của ngôi nhà này thì nó gần như là cạnh với khu đô thị Đô Nghĩa. Quý vị có thể tận hưởng được toàn bộ công năng của khu đô thị Đô Nghĩa mang lại, gồm có công viên âm nhạc này, những cái tiện ích thể dục thể thao rất là hợp lý quý vị nhé. Và mời mọi người theo em vào khám phá phòng bếp của ngôi nhà. Thiết kế khá là hợp lý, hài hòa. Đây là cái phần không gian phòng bếp, thì đây là cái ô cửa sổ ở cái phần ngọc bên ngoài mà đã giới thiệu cho mọi người. Đó, rất là thoáng, ánh sáng tự nhiên vào trong không gian bếp. Khi mà nấu nướng thì quý vị có thể mở cửa sổ ra, rất là thoáng. Tuy nhiên với căn nhà này thì cái tủ bếp này chủ nhà đã thiết kế cho mình hệ thống lấy thoáng cũng như là cái hút mùi rất là tốt rồi. Toàn bộ tủ bếp thiết kế ở đây là xong xuôi hết, căn nhà này theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. 38m² trên sổ đỏ, khá là vuông vắn, mặt tiền 9m5, mặt hậu 9m5 cho quý vị nhé, không lỗi phong thủy đó. Và với cái thiết kế của cái tủ bếp này thì chủ nhà thiết kế cũng rất là hợp lý, đơn giản hai cái tông màu thôi, màu trắng và cái màu ghi sáng quý vị ạ. Đây đó, tủ bếp thiết kế là tủ gỗ MDF chống cong vênh, phụ kiện bếp lắp đặt cho quý vị đầy đủ hết rồi. Theo như hiện trạng thì chỉ việc xách vali về ở, hồ sơ điện nước riêng. Với cái căn nhà này thì hiện tại chủ nhà đang chào bán giá 3 tỷ 150 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Hiện tại trong cái thời điểm hiện nay ấy, thì cái thị trường bất động sản hiện tại cái giá đang rất là giữ giá, đồng thời tất cả các ngân hàng đều đồng loạt giảm lãi suất, cho nên quý vị mua nhà tại thời điểm này gần như là cái giá của nó là về giá thị trường rồi, quý vị yên tâm và hoàn toàn tin tưởng với cái thị trường bây giờ nhé. Và với trong tầng 1 của ngôi nhà thì cái phòng bếp cũng được thiết kế đầy đủ cho quý vị, trần thạch cao. Ngoài ra chủ nhà có thiết kế thêm cái móc nữa để quý vị nếu như có nhu cầu lắp quạt trần thì quý vị có thể lắp quạt trần. Đấy, phòng bếp ở đây sử dụng ở phía tầng 1 đầy đủ thiết bị vệ sinh, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên
4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì chắc chắn quý vị sẽ thắc mắc rằng là nó có gần trường học không? Có mọi người ạ, gần với trường đại học Fenica, gần với lại trường tiểu học mầm non Yên Nghĩa, cách với vị trí ngôi nhà khoảng tầm 500m thôi. Tiện ích, công năng, ngập tràn, điểm xe buýt, mọi cái đều đầy đủ. Và xin mời mọi người lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với những cái lô đất ngang như thế này thì nhìn thực tế không quá xuất sắc. Tuy nhiên khi mà thiết kế lên một cái đứa con tinh thần thì mọi người thấy không ạ? Rất là đẹp luôn. Ngọc Ánh vào và cảm nhận cái ngôi nhà này nó có sự ấm cúng ở trong cái không gian phòng. Hai phòng ngủ, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên vào trong không gian. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Và với cái căn nhà này thì chủ nhà dùng một màu sơn toàn bộ là màu trắng cho quý vị nhé. Đó, phần gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Đó, cửa sổ rất là thoáng. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam, cho nên mùa đông thì ấm mà mùa hè thì rất là mát. Đây là phòng đầu tiên, mời quý vị theo em sang phòng thứ hai. Đây, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, cho nên hai phòng ngủ rất là vuông vắn. Đây quý vị có thể nhìn thực tế nhá. Ví dụ nhà nào mà chéo thì Ngọc Ánh sẽ nói là chéo, mà vuông vắn thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ là vuông vắn. Review rất là chuẩn chỉnh, chân thực từ đường hướng giá vị trí cho quý vị để mọi người có thể cân đo đong đếm. Thứ nhất là tầm tài chính, thứ hai là về phần cái quãng đường đi xem có phù hợp với lại gia đình mình hay không, phù hợp với cung đường vợ chồng con cái đi làm hay không, con cái đi học hay không nhá. Đó, đây là cái phần phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà. Tất cả cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái nhôm hệ Việt Pháp này thì mọi người cứ yên tâm rằng cái độ bền của nó cực kỳ là bền luôn. Nó không đẹp bằng cửa gỗ đâu, nhưng mà về cái chất lượng cũng như độ bền thì chắc chắn là nó sẽ hơn quý vị ạ. Còn đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây, phòng vệ sinh tương đối rộng luôn. Diện tích 38m cho nên chia ra các phòng rất là đầy đủ, rất là đều. Có cabin tắm riêng này mọi người này, phòng tắm riêng này. Đó, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh ở phía bên trong này. Bồn cầu này, lavabo, cách sắp xếp rất là hài hòa mọi người nhé. Nói chung với cái ngôi nhà này, nếu như mà một số ngôi nhà của anh có quên về giá, quên về hướng thì quý vị cứ gọi điện ngay cho em để em có thể tư vấn cho mọi người tốt nhất nhé. Và mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và như thế nào là phù hợp với lại công năng sử dụng ạ? Với cái diện tích 38m không quá lớn và cũng không quá nhỏ thì cái công năng sử dụng được 4 phòng ngủ riêng rất là hợp lý. Phòng khách riêng, phòng bếp riêng, phòng thờ riêng, sân phơi riêng. Đấy gọi là công năng sử dụng, gọi là quá hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Với một ngôi nhà tới 4 phòng ngủ như thế này thì một gia đình 3 thế hệ ở vẫn được nha quý vị. Đó. Vị trí thì cách với đường ô tô tương đối gần, gần với lại khu đô thị này, gần với trường học mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2, gần với lại trường đại học. Xung quanh thì tiện ích ngập tràn, gần với lại khu đô thị, khu đất dịch vụ, khu đấu giá. Nói chung là xung quanh rất là phát triển quý vị ạ. Và với cái cung đường đi làm theo cái trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài thì Ngọc Ánh đảm bảo rằng có rất nhiều quý khách hàng quan tâm. Đó. Và đây là cái phần tầng 3 rồi. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với phần tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, ở trên phía tầng 4 này thì chủ nhà có thiết kế cho mình một cái ô rất là rộng. Ở đây quý vị có thể thiết kế, cái này là của anh chia sẻ, đây là quan điểm cá nhân nhé. Quý vị có thể thiết kế phòng thờ ở đây hoặc là phòng thờ ở đây. Cái này thì có hai phần. Phòng này thì quý vị có thể là phòng thờ, phòng làm việc, tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên thì là nếu như mà quý vị có thể tận dụng tối đa cái diện tích mà mình, nếu như nhà mình đông người thì quý vị có thể đặt phòng thờ ra kia và đây có thể là phòng ngủ. Thì như vậy với cái căn nhà này có 5 phòng riêng, 5 phòng ngủ riêng, đáp ứng quá nhiều công năng luôn mọi người ạ. Và phần còn lại là phần sân phơi tương đối rộng cho quý vị. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đó, tương đối là rộng rãi, đầy đủ công năng, xung quanh dân cư vô cùng đông đúc, giao thông đi lại rất là thuận tiện. Giá bán 3 tỷ 150 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Vậy thì mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.